với tựa đề Bàn chân người truyền đạo, một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Kiều Giang tại Canada qua tiếng hát của anh Phạm Hiền. Xin chúng ta cho anh Phạm Hiền một tràng pháo tay thật là lớn. Và Hồng Bổ có xin trước khi anh Phạm Hiền ca ngợi Chúa thì Hồng Bổ xin nhắc nhở là chúng ta có thể lấy những thức ăn và xin trở lại chỗ ngồi để chúng ta có thể tiếp tục một chương trình cũng không còn bao lâu nữa. Xin chúng ta giữ yên lặng và cũng như thưởng thức những món ăn mà chúng ta được đem tới bàn. Amen. Bàn chân ấy cao đẹp.
dù không kể ra lâu, bàn chân ấy.